lại nữa xá lợi tử như trước ông đã hỏi thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa không trước tướng thì này xá lợi tử đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa có phương tiện khéo léo đối với sắc không khởi tưởng không hay bất không Đối với thọ tưởng hành thức cũng không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với nhãn xứ không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với sắc xứ không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với nhãn giới không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng không khởi tưởng không hay bất không. Đối với nhĩ giới không khởi tưởng không hay bất không, đối với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng không khởi tưởng không hay bất không. Đối với Tí giới không khởi tưởng không hay bất không, đối với Hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do Tí xúc làm duyên sanh ra cũng không khởi tưởng không hay bất không. Đối với Thiệt giới không khởi tưởng không hay bất không, đối với Vị giới Thiệt thức giới và Thiệt xúc, cùng các thọ do Thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng không khởi tưởng không hay bất không. Đối với Thân giới không khởi tưởng không hay bất không, đối với Xúc giới Thân thức giới và Thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với ý giới không khỏi tưởng không hay bất không, đối với pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng không khỏi tưởng không hay bất không đối với địa giới không khỏi tưởng không hay bất không đối với thủy hỏa phong không thức giới cũng không khỏi tưởng không hay bất không đối với vô minh không khỏi tưởng không hay bất không đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu xanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng không khỏi tưởng không hay bất không đối với bố thí ba la mật đa không khỏi tưởng không hay bất không đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng không khỏi tưởng không hay bất không đối với pháp không nội không khỏi tưởng không hay bất không đối với pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng không khởi tưởng không hay bất không đối với chân như không khỏi tưởng không hay bất không, đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng không khỏi tưởng không hay bất không, đối với thánh đế khổ, không khỏi tưởng không hay bất không, đối với thánh đế tập diệt đạo, cũng không khỏi tưởng không hay bất không.